Thưa quý vị, chúng ta đã đi qua năm 2023, một năm được đánh giá là có nhiều cơn gió ngược, thử thách những con tàu kinh tế. Và đúng là như vậy. Bức tranh kinh tế Việt Nam nói chung và Thái Nguyên nói riêng trong năm diễn ra trong bối cảnh chính trị và kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Trong bối cảnh ấy, với quan điểm kiên trì vượt khó, giữ đà tăng trưởng, một địa phương có độ mở lớn của nền kinh tế như Thái Nguyên đã nỗ lực tối đa trong vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu tăng trưởng ở mức cao nhất. Cùng nhìn lại sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn vì mục tiêu phát triển chung của năm 2023 qua phóng sự sau. Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, những khó khăn thách thức đã xuất hiện và ít nhiều kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đây cũng là thực trạng chung của nền kinh tế thế giới, trong nước và các địa phương trong toàn quốc. Thái Nguyên, địa phương có nền kinh tế có độ mở cao nên chịu nhiều tác động trực tiếp từ những khó khăn thách thức chung, ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Những khó khăn này đã được dự báo và nhận định. Tại các kỳ họp chuyên đề thường kỳ trong năm, một số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên bày tỏ lo lắng trước khả năng hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm 2023 đã đề ra. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao, tỉnh Thái Nguyên thống nhất điều chỉnh các chỉ tiêu dự báo khó hoàn thành, không đề xuất điều chỉnh giảm các chỉ tiêu kinh tế xã hội trọng yếu nhằm thể hiện quyết tâm đến cùng. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tập trung thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm quyết liệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, chung sức đồng lòng và huy động mọi nguồn lực, giải pháp nỗ lực vượt khó, giữ đà tăng trưởng. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thành lập tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ công tác đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Lãnh đạo tỉnh đã chủ trì nhiều phiên họp, hội nghị làm việc, hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, chỉ đạo các ngành chức năng tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ thực hiện các dự án, đẩy mạnh thu hút đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh khó khăn nhưng năm 2023 với sự hỗ trợ đồng hành của các cấp ngành, nhất là cơ quan hải quan trong hoạt động xuất nhập khẩu, SEMV đã phục hồi như trước giai đoạn Covid và thậm chí còn tăng sản lượng. Hiện nay chúng tôi đang vận hành hai nhà máy sản xuất camera module và nhà máy sản xuất thiết bị bán dẫn vừa hoàn thành trong năm nay và dự kiến sẽ sản xuất cung cấp sản phẩm cho AMD và Amazon bắt đầu từ năm 2024, qua đó góp phần tăng sản lượng 10% so với năm 2023. Song song với việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong quá trình triển khai thu ngân sách, cần tăng cường thu thập thông tin, xác định dấu hiệu rủi ro để có những biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát, kiên quyết không để tình trạng thất thu thuế xảy ra trên địa bàn. Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thái Nguyên đạt trên 5%, tuy không đạt kế hoạch đề ra là 8,5%, nhưng tiếp tục tăng trưởng dương thuộc top các địa phương có mức tăng trưởng trung bình khá của cả nước trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều tỉnh, thành phố có mức tăng trưởng thấp hơn, thậm chí có tỉnh tăng trưởng âm như Bắc Ninh, Quảng Nam, Bà Rịa Vũng Tàu và Lai Châu. Đáng chú ý, trong bối cảnh khó khăn, nhưng năm 2023, tỉnh Thái Nguyên vẫn vượt số thu ngân sách với 20.180 tỷ đồng, chính thức lọt top 18 tỉnh, thành phố tự cân đối thu chi. Con số này cũng cho thấy sức mạnh nội tại, tính ổn định, bền vững của nền kinh tế Thái Nguyên. Cân bằng được ngân sách không chỉ là giúp đỡ gánh nặng cho cả nước, mà quan trọng hơn ấy là chính tạo điều kiện cho Thái Nguyên ấy là chủ động hơn rất nhiều trong cái phát triển của mình, chủ động về giải quyết những cái vấn đề về đầu tư, chủ động vấn đề ấy là an sinh xã hội các thứ rất nhiều mặt. Và như vậy là cái khi mà chủ động được như thế với tính cộng với cái tinh thần tích cực nữa thì cái cơ sở cho Thái Nguyên ấy là nó cũng là tích cực lên. Ở một khía cạnh khác, đối với một số chỉ tiêu chưa đạt như kỳ vọng nhưng cũng đã được thể hiện nỗ lực lớn của cấp ủy chính quyền địa phương đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn trong duy trì đà tăng trưởng. Đó là việc tiếp tục giữ vững vị trí thứ tư trên 63 tỉnh, thành phố về giá trị xuất khẩu, giá trị sản xuất công nghiệp, thu nhập bình quân đầu người GRDP cao hơn mức bình quân chung cả nước. Nhìn chung, bức tranh kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2023 có nhiều gam màu tươi sáng, đã phản ánh hiện thực khách quan, sự quyết tâm đồng thuận lớn và hiệu quả chỉ đạo điều hành tại địa phương. Kết quả này cũng tạo niềm tin để Thái Nguyên kỳ vọng đạt mục tiêu tăng trưởng 7,5% vào năm 2024. Trước đây là chúng ta
hay nghe câu là duy trì, nhưng chính phủ cũng như là Quốc hội là xác định cái mục tiêu trọng tâm là năm 2024 là năm là thúc đẩy tốc độ tăng trưởng, thì đấy cũng là một cái điểm nhấn, điểm thuận lợi đầu tiên cho các địa phương nói chung cũng như là của tỉnh Thái Nguyên. Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng trải qua một số năm thì cũng có những khó khăn, thì tỉnh chắc cũng có những cái định hướng cụ thể về để rút ra những từ bài học kinh nghiệm để trong công tác lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế. Đến lúc đấy được hiểu rằng là sẽ đến một cái chu kỳ phát triển mới và kinh tế sẽ đi lên rất là tốt, thì các doanh nghiệp đã sẵn sàng cho cái việc vượt khó 2023 thì cũng không lý do gì mà không tiếp tục cho cái việc vượt khó 2024 để chúng ta đón cái làn sóng tăng trưởng cho 2025 trở đi. Mục tiêu tăng trưởng 7,5% trong năm 2024 là một thách thức, song những kết quả đáng ghi nhận của năm 2023 chắc chắn sẽ củng cố niềm tin và quyết tâm chính trị của tỉnh Thái Nguyên, tạo ra những đột phá mới, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng cả giai đoạn.